chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị cùng đến với phần tin cảnh báo dông tố, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi tỉnh Lai Châu. Qua theo dõi trên ảnh radar, thời tiết cho thấy các vùng mây đối lưu vẫn đang phát triển mạnh và gây mưa trên khu vực các huyện Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên. Dự báo cảnh báo trong những giờ tới, các vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng, gây ra mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to cho các huyện Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên. Sau đó khả năng lan sang thành phố và Phong Thổ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết. Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ là từ 15 đến 30 độ, ở vùng núi cao là từ 13 đến 23 độ. Độ ẩm là từ 70 đến 98%. Dự báo các nơi trong tỉnh. Tại khu vực thành phố Lai Châu thì nhiệt độ là từ 15 đến 27 độ và độ ẩm ở đây là từ 70 đến 98%. Còn tại Mường Tè thì nhiệt độ là từ 15 đến 30 độ, độ ẩm là từ 75 đến 95%. Còn khu vực Sìn Hồ thì nhiệt độ ở đây có vẻ khá thấp, đó là từ 13 đến 23 độ và độ ẩm chỉ còn từ 70 đến 95% thôi. Than Uyên thì nhiệt độ là 15 đến 31 độ và độ ẩm là từ 70 đến 95%. Tại khu vực Nậm Nhùn nhiệt độ phổ biến là từ 14 đến 30 độ và nhiệt độ ở đây là từ 75 đến 95%. Khu vực Tam Đường nhiệt độ từ 15 đến 31 độ, độ ẩm là từ 70 đến 95%. Còn tại Tân Uyên, nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 31 độ và độ ẩm ở đây là từ 70 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ có vẻ thấp hơn khu vực Tân Uyên 1 độ là từ 14 đến 30 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Vâng, trên đây là bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.